chị nhé. Mẹ cắt móng tay cho con xong rồi con ngồi đây con chơi nhé. Nên mẹ vô mẹ làm việc tí nhé. Rồi đưa cho này. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ cắt rồi rồi đây nhá. Rồi sạch sẽ rồi. Chơi với con, mẹ làm việc xong mẹ cũng ra chơi với con nhé, được không? Nào, ngồi đây. Bão số 3 IAG vẫn đang cực kỳ sắc nét và đáng sợ với đối lưu xung quanh tâm bão diễn ra mạnh mẽ. Khuyến cáo người dân nên ở nhà từ ngày 7, trong đó các tỉnh miền Bắc là trung tâm của bão Yagi. 28 tỉnh thành bị ảnh hưởng sau đây nên đề phòng tránh bão. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Con sao lại cầm tiền ở đây hả? Sao con lại cầm tiền ở đây? Con muốn đi mua cái gì hả? Con đi đi, mẹ cho con này, con này con cầm này, này mẹ cho con tiền này, tiền của con mà, con đi mua đi, đi mua nhé, cầm tiền thối, mẹ cẩn thận nha. Nào, cầm lên đây này.
Mẹ đi mua mì tôm với lại một ít sữa. Hôm nay trời gió chuẩn bị mưa bão nên là mẹ mua mì tôm để phòng khi cấp điện. Mì tôm hả? Hay sao? Hả? Thôi con đi ra đi để mẹ tắt cái máy tính rồi mẹ tí nữa mẹ nấu mì tôm cho con ăn nhé. Nào con cầm mì tôm ra ngoài đi đợi mẹ nhé. Gì đây Vy? Ôi cái điện thoại à? Hả? Ôi cái gì đây? Con coi gì đây? Ôi, cô Vy đang coi tình hình bão lũ của Việt Nam à? Phải không? À, mẹ hiểu rồi. Nãy giờ con muốn nói với mẹ là về tình hình bão lũ của Việt Nam á, đúng không? Thôi đi ra đây mẹ xem nào, đi ra đây mẹ coi nữa nào. Ôi, nãy giờ mẹ không hiểu cô Vy. Mẹ thương nè. Đi ra đây. Đi ra mẹ xem nhá. Mẹ biết rồi. Ôi nãy giờ mà mẹ không hiểu ý cô Vy, mẹ xin lỗi nhá. Có phải là con muốn dùng cái số tiền này của con để con tặng cho những người dân ở đồng ở cái vùng bão lũ không? Hả? Phải không? Phải hả? Ôi, mẹ thương thế, cô Vy giỏi thế, cô Vy của mẹ ngoan thế. Vy giỏi quá. Con muốn tặng mua mì tôm nữa hả? Phải không? Không, thôi được rồi, mẹ biết rồi. Thế bây giờ thế này nha. Mẹ bảo này, đứng ngồi đây mẹ bảo này. Bây giờ mẹ sẽ dùng số tiền 100.000 của con nhé. Xong rồi mẹ sẽ ủng hộ thêm một số tiền của mẹ nữa. Xong rồi mẹ sẽ gửi cho chuyển khoản cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để họ gửi cho đồng bào đang ở vùng bão lũ nhé. Được không? Mẹ cảm ơn con rất nhiều nhé. Mẹ hôn con nè, giỏi quá. Đây để mẹ dùng điện thoại mẹ chuyển khoản nhé. Được không? Ok, giỏi lắm. Đây để mẹ để số tiền của con ở đây, mẹ sẽ chuyển khoản số tiền của con thêm một số tiền của mẹ nữa để mẹ ủng hộ cho người dân nhé. Nào con ngồi đây, giỏi quá. Nào con đi cùng chuyển khoản với mẹ nhé. Mẹ sẽ chuyển khoản nha con đi nha. Rồi bây giờ mẹ sẽ chuyển khoản này, con đi yên tâm nha. Rồi xong rồi. Rồi. Mẹ cảm ơn cô Vy rất nhiều nha. Mẹ thương cô Vy nè, mẹ ôm cô Vy nè. Tại sao con có thể nghĩ ra được như thế? Hả? Cô Vy giỏi quá. Tại sao cô Vy lại có thể nghĩ được những điều đó nhờ? Mẹ không ngờ luôn á. Cô Vy của mẹ rất là thông minh mà còn giàu tình cảm nữa chứ. Thương cô Vy lắm. Giỏi quá. Rất là ngoan luôn á, mẹ tự hào về cô Vy quá.